Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người dòng tủ đông Sun Den Intercool. Đây là dòng tủ nhập khẩu nguyên chiếc của Thái. Hãng Sun Den Intercool thì cũng là một trong những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới và các sản phẩm như điều hòa không khí, tủ đông, tủ bảo quản thực phẩm, tủ mát. Với các cái dòng hiện tại tại hệ thống Ecomat thì đang giới thiệu thì nó có các cái dung tích từ to đến lớn, điển hình như các mã hàng như SNQ0103 là 100 lít này, 0153 150, 0203 200, 0253 250 và 0403 0503 063. Thì cứ 01, 02, 03 đó là đầu dung tích từ 100, 200, 300 đến 400 lít. Đấy, thì với những cái dòng tủ đông của Sun Den thì với thiết kế khá đẹp, dày dặn, chạy bằng cái môi chất làm lạnh GR134A, thân thiện với môi trường. Thiết kế hai cánh lật này, mút cao su để giữ thoát cái hơi lạnh rất dày. Đây là dòng một ngăn đông thì có cả hai giá, đây hai giá là để thực phẩm hoặc là các bạn gác nước gác thịt thế này. SLQ0503 đây là cái mã hàng hai cánh lật, công suất tiêu thụ khoảng 194W 500 lít, bảo hành 25. SLQ0503 GR134A Made in Thái Lan của Sun Den Intercool. So với các cái thương hiệu như Sanaki hoặc của Kangaroo thì thứ nhất thì cái dòng Sun Den Intercool thì nó là hàng nhập khẩu nguyên chiếc rồi. Với dòng nhập khẩu nguyên chiếc thì và cái chất lượng cũng như là về cái độ bền thì các bạn không phải nói chung là mình cũng không phải lo lắng nhiều, bởi vì với các cái thiết kế cũng như là cái độ bền của các cái dòng điện tử hoặc điện lạnh nó sản xuất và nhập khẩu từ Thái thì Sun Den Intercool là một trong những thương hiệu họ có uy tín. Dịch vụ sau mua hàng của khách hàng thì đều được hỗ trợ trong quá trình các bạn mua hàng. Nếu mà gặp lỗi sản phẩm của nhà sản xuất thì trong một tháng đầu các bạn sẽ được đổi mới ngay. Đây là cái mã hàng được sản xuất vào tháng 3 năm 2017, xuất xứ Thái này. Đấy. Điện áp 220V, dung tích 500 lít. Đấy, này nhập khẩu nguyên chiếc, có bánh xe di chuyển rất tiện lợi, gầm khá cao để giảm tản nhiệt ở bên ngoài. Đây mã hàng là SLQ0503. Ngoài ra thì có cả SLQ0203, SLQ0403, 0603 tùy dung tích.